tại vì sao mà tượng Phật sống Tế Công được nhiều người biết đến cũng như là ưa chuộng trong việc là trưng thờ trong phong thủy như vậy? Và cùng với em Thu Hương của Tường Gỗ Sự Minh Hồng ngày hôm nay cùng tìm hiểu với em một vài nghĩa phong thủy cũng như là chiêm ngưỡng một cái tác phẩm rất là độc đáo nghệ thuật trên một cái phôi gỗ Hưng Tang Gia Lai anh chị nhé. Trong cái trạng thái là say nước bước lửa tình lửa mơ. Ấy thế nhưng ít có ai biết được rằng ẩn sau nụ cười giả ngây ấy lại là một vị Phật sống có quyền phép vô cùng nhiệm màu. Ngài Tế Công ghét kẻ giàu hà hiếp dân lành, vì vậy ngài luôn bênh vực kẻ yếu thế trong xã hội thời xưa, lấy luân công đạo lý trời cao làm triết lý sống hiện tại. Thế hệ trẻ bây giờ và mai sau này sống theo lối sống của bậc tiền triết như ngài kể ra cũng hay đó nhỉ. Tuy nhiên cũng không nên theo thói rượu chè của ngài các bác nha. Nói về ngài cũng một hồi lâu rồi, vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề chính trong video ngày hôm nay được không ạ? Các bác nhà mình nhìn ngắm tác phẩm có thể để lại cho em gái xin một lời bình luận, cũng như thả cho em gái xin những tín hiệu nút like các bác mình nha. Vâng, và chỉ cần nói đến gỗ Hưng Tang thôi là các bác nhà mình cũng biết khá rõ rồi đúng không ạ? Gỗ Hưng Tang là một dòng gỗ rất bền và sáng màu đấy nha. Với tác phẩm tượng Tế Công ngày hôm nay cũng là một kỳ tác để đời với lối đục kỹ càng, sắc nét, thể kỹ từ phần tà áo, bàn chân, bàn tay của ngài hay cả từ chú ve sầu nhỏ nhỏ cũng được làm rất là tỉ mỉ và trau chuốt đó ạ. Quý chị và các bác nhà mình thấy tác phẩm độc đáo, ý nghĩa và đường lối đục tinh xảo thì có thể để lại cho em gái xin một cảm nhận ở bên dưới phần bình luận. Và đừng quên follow kênh Tượng Gỗ Sự Minh Hồng và liên hệ trực tiếp với chúng em qua đầu số hotline là 0971 336 318 để hướng dẫn với tác phẩm ngày hôm nay các bác nhé.